Xem luôn chị nhá, Trang nhá, xem đã ngon lành thế nào chưa. Đây, xin chào tất cả mọi người. Đã quá lâu rồi không thấy Thanh Hương livestream. Không hiểu có vấn đề gì không, thực ra chả vấn đề gì cả. Thời gian vừa rồi em quá bận và đến giờ thì đã rảnh hơn rồi. Nên chắc là phải quay lại để gặp gỡ mọi người thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người, chào chị. Em chào chị Hà. Cả nhà đã ăn cơm trưa chưa ạ? Nhạc hơi to xíu. Nhỏ lại tí. Trần Hữu Mạnh. Chào tất cả mọi người. Để đông đông mọi người vào xem chút cho chị Hương sẽ chia sẻ sau nha. Tính là kiểu hay thích đông vui, vắng bóng thì thấy buồn. Mà lâu quá rồi không livestream thì mọi người cũng phải ủng hộ để vào xem nhiều nhiều một tí. Không lần sau là dỗi là em không livestream tiếp nữa đâu. Ok, chào cả nhà, cô giáo Linh chào cả nhà. Nhà mình xem đến tập bao nhiêu nàng dâu order rồi ạ? Em thì toàn phải bị xem lại thôi, vào VTV giải trí xem lại, chứ không có được xem trực tiếp như mọi người. Vì cái thời gian mọi người xem thì em Hương lại phải đi quay phim rồi. Thế nên là có loại nào anh dùng được không Voi ơi? Cái gì anh cũng dùng được, bởi vì tất cả những cái mà em chia sẻ thì đều là cái tốt thôi. Nói tốt thì hơi nhẹ nhàng, với nó là tốt quá rồi. Em cũng kén lắm nha mình ạ, không phải cái gì em cũng chia sẻ đâu, mà em cũng không quảng cáo đâu nhá. Cái này là mình nghĩ sao mình nói vậy, và thực sự là mình trải nghiệm, mình cảm nhận thì mình sẽ chia sẻ để nhà mình có nhiều những cái sản phẩm tốt thôi, chứ còn không có PR quảng cáo gì ở đây cả ha. Chào cả nhà, chào cả nhà. Ok, cho đông đông một tí đi nhá, chờ nhau một xíu thôi. Bạn nào mà đang ăn trưa thì vẫn cứ tiếp tục ăn trưa. Bạn nào mà đang trên đường lái xe, tập trung lái xe vào. Mà bạn nào mà đang ngồi để gọi là ngồi xem livestream rồi thì ngồi yên xem livestream, và vừa ăn vừa xem livestream cũng được, không sao cả. Vẫn như mọi ngày thôi, vào ở nhà em Hương chơi kiểu gì cũng có quà mang về. Đấy, vừa được ăn này, vừa được nói, vừa có gói mang về. Tại sao em nói như vậy là bởi vì ngày hôm nay lại tiếp tục có quà tiếp. Vào trong livestream của em Hương, chịu khó like và share cái livestream ngày hôm nay lên nhiều hội nhóm, chắc chắn các bạn sẽ được quà. Và những ai được quà thì sau kết thúc livestream em công bố công khai trên cái livestream luôn. Em sẽ ghim vào luôn. À xem nào, 1, 2, 3, 4, 5. Và em chỉ giữ lại có duy nhất một cái dành cho riêng em thôi. Còn lại 5 hộp này em tặng hết cho tất cả các bạn đang xem livestream của em. Có được không ạ? Thế thì bây giờ trong lúc chờ đợi nhau đông đông một chút xíu thì nhà mình share, nhà mình like cái livestream của em đi. Để kết thúc livestream em có cơ hội được tặng quà cho nhà mình nhá. Nhìn mặt chị sang quá, chị đội ơn em. Chị cũng không trang điểm nhiều đâu em ạ. Em nhìn thấy chị ở ngoài chắc em cũng ngã bổ ngửa ra, tại vì chị còn sang hơn cả như thế. Rồi nói vui vui thôi, lâu quá rồi không livestream, cũng muốn pha trò tí cho mọi người vui. Chào Ninh Nguyễn, chào em. Hôm nay chị sẽ chia sẻ về sản phẩm kem chống nắng. Thế nên là ngoài sản phẩm kem chống nắng ra thì những sản phẩm khác chị Hương đã chia sẻ thì chị Hương sẽ trả lời mọi người ở những cái câu hỏi khác và những cái livestream khác. Chứ ngày hôm nay là nếu như ai hỏi về sản phẩm kem chống nắng thì chị Hương sẽ trả lời free, miễn phí 100%, và thậm chí là có thể nhắn tin riêng để hỏi chị Hương cũng được. Còn ngoài ra những sản phẩm khác là chị Hương xin phép là không có đọc tên ở đây ha. Quá chi mừng luôn, quá chi mừng luôn. Vào nhà em Hương chơi kiểu gì cũng có quà mang về, cái điều đấy là điều chắc chắn. Cái này là không phải nói suông, mà tất cả các bạn xem livestream thì đều đã được nhận quà rồi. Và sau mỗi livestream thì em Hương đều công khai công bố những bạn may mắn nhận quà. Vì nói thực là như thế này, bây giờ cũng 12:20, 12:30 rồi, là cái thời gian mọi người cũng nghỉ trưa, mọi người đi ăn trưa đúng không? Thế mọi người yêu thương mình mà mọi người lại vào xem livestream của mình thế này thì không có lý do gì mình lại không tặng quà cho nhà mình cả. Và tặng quà nó phải quá vớ quá vẩn đâu nhá. Quà là quà em, quà sang xịn mịn như em luôn nhá. Đấy. Em đã chia sẻ 10 hội nhóm rồi. Chị bảo này, chia sẻ vừa phải, nếu mà chia sẻ quá nhiều là người ta chặn chia sẻ đấy nhá. Thế nên chia sẻ ở mức độ vừa phải thôi. Chia 5 bạn này, 5 bạn chia sẻ nhiều và nhanh nhất lên các hội nhóm, chị Hương sẽ tặng quà 600, 800. Cố thêm tí nữa đi, nhiều người xem thì chị Hương chia sẻ cả thể luôn này. Bình thường thì chị Hương sẽ livestream vào buổi tối, đúng không ạ? Nhưng tại sao ngày hôm nay chị Hương lại chia sẻ vào buổi trưa?
nó cũng có lý do của nó cả. Cái thứ nhất là tôi đang mắc rảnh đó. Cái thứ hai là buổi trưa thì là cái khoảng thời gian mà nắng nóng nhất trong ngày, là cái khoảng thời gian mọi người cần phải có nhu cầu sử dụng kem chống nắng nhất. Hương nghĩ rằng kem chống nắng bây giờ không chỉ chị em phụ nữ chúng mình dùng đâu, các mẹ bỉm sữa dùng, các em bé baby rồi là teen hot girl dùng đâu, mà các anh cũng muốn dùng. Sáng ngày ra thấy anh yêu lục lục xong rồi lôi kem chống nắng của mình ra xịt, trời ơi bôi. Mà anh làm gì, bảo anh xin tí kem chống nắng. Người ta thì người ta chắc không sợ là da nó bị đen như là chị em mình, nhưng mà sợ là bị bào mòn da, bị hại da. Mà nắng nóng như thế này mà không sử dụng kem chống nắng thì đấy là một cái sự rất là sai lầm. Không phải nói rằng là sai lầm, chứ không phải là cái thói quen nữa. Đây nó không phải là thói quen. Mọi người phải có một cái ý thức là dùng kem chống nắng hàng ngày, đặc biệt là vào cái thời tiết nó đang nắng nóng như thế này. Bởi vì cái vấn đề đen hay trắng nó là vấn đề phụ thôi. Cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề mà giữ cho cái da của mình, được bảo vệ da của mình, để tránh những cái tác hại của tia UV, tia tử ngoại nó chiếu vào da của mình. Đấy là cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha, chứ không có phải đơn giản chỉ là cái việc là da trắng hay là da mịn hay như nào đâu. Đó. Nên là cái việc mà dùng kem chống nắng là cái việc hàng ngày chống nắng dạng xịt đấy chị Hương. Không em ạ, cái này một lát nữa chị sẽ chia sẻ. Bây giờ chị đang muốn cho mọi người có thêm thời gian để mọi người giao lưu với nhau một xíu. Tự nhiên bụp phát vào thì nói ngay thì chắc là nhà mình cũng hơi chán đúng không? Tất cả những cái sản phẩm mà chị Hương chia sẻ thì đều là những sản phẩm mà chị Hương đã dùng rất là tốt. Thậm chí là còn tốt hơn cả những cái gì chị Hương chia sẻ. Nhiều khi là Hương thấy rằng là mình nói chuyện không được khéo léo lắm, thế nên là có những cái mà gọi là ưu việt thì mình chưa chia sẻ được hết đâu. Nhiều khi là ngồi là thấy mọi người vui được hay ba lăng nhăng chém gió, thành ra là hay quên đi cái việc là chia sẻ. Nhưng hôm nay thì sẽ bớt tém cái chém gió lại để chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm. Bởi vì nếu như ngày hôm nay không chia sẻ về sản phẩm này thì thấy rằng là quá là có lỗi luôn. Đây không phải là một sản phẩm chống nắng tốt, ưu việt, mà rất có ý nghĩa. Còn ý nghĩa như thế nào thì một lát nữa Hương sẽ chia sẻ sau. Bây giờ Hương nghĩ rằng dùng những cái sản phẩm để mà tốt thì nó đã là rất là khó rồi. Trong vô vàn những cái sản phẩm mà bán trôi nổi trên thị trường bây giờ, để tìm được ra một cái sản phẩm thực sự tốt, đó, đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã là khó rồi. Chứ đừng có nói việc là chúng mình dùng chúng mình lại còn thấy ý nghĩa. Thì cái sản phẩm ngày hôm nay là cái sản phẩm vừa tốt vừa ý nghĩa nữa. Đây, kem chống nắng đây. Em bóc ra cho nhà mình xem ạ. Thì mình hỏi em là đây là dạng xịt hay là dạng gì? Đây là dạng bôi nha. Bôi nha. Đây. Đây nha, cái hộp của nó đây. Navacos, kem chống nắng 100% nhập khẩu của Hàn Quốc và được hệ thống Glowy phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây. Đây là sản phẩm số 1 của Hàn Quốc về chống nắng. Đó, chỉ số chống nắng bây giờ là cao nhất so với tất cả các sản phẩm chống nắng khác là 50 SPF cộng nhà mình ha. Thường nhà mình đi mua kem chống nắng hay để ý tới cái chỉ số chống nắng của nó đúng không? Thì em xin gọi là thông báo luôn để cho nhà mình vui là chỉ số chống nắng là cao nhất rồi. Đó, 50 SPF cộng luôn. Chị Hương nghe nhạc chị Tâm mà. Có sao đâu. Con Trang nó mở đấy, Dương ạ. Con Trang hâm nó mở đấy. Đây mọi người ơi, đây. Cho tất cả các bạn đang hỏi về sản phẩm này, chị Hương cho mọi người xem trước. Đây, cái vỏ của nó như thế này, cái hộp bên trong như thế này, để tránh mọi người mua phải những cái hàng vớ vẩn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ha. Chị Hương đọc lại này, sản phẩm này có tên gọi là kem chống nắng ưu việt này, Navacos. Và đây là sản phẩm nhập khẩu 100% ở Hàn Quốc, không phải là sản xuất tại Việt Nam, và được phân phối độc quyền bởi hệ thống Glowy Việt Nam ha. Và cái page cũng như là cái hệ thống này thì Hương đã check in. Hương đã check in ở trên cái livestream này rồi. Thì một lát nữa mọi người có thể muốn tìm hiểu thêm tất cả những cái sản phẩm khác nữa thì có thể vào xem cái page này để được rõ hơn cái thông tin nhé. Đây nha. Đây cái hộp bên ngoài đây. Nhìn sang chảnh chưa? Nhỏ nhắn xinh xắn, mang đi mang lại rất là tiện. Đó. Này. Một cái màu vàng gọi là sang chảnh, luxury, quý tộc. Đây. Thường một cái sản phẩm như thế này là mọi người hay hỏi là chị ơi chị dùng như thế nào? Xin phép em lại chia sẻ tiếp với nhà mình về cách dùng luôn. Và sau đó thì em sẽ cụ thể chi tiết vào tất cả những cái thành phần của cái sản phẩm này. Đây nhà mình nha, số 1 Hàn Quốc về kem chống nắng nhá. Hàn Quốc họ giữ da kinh khủng luôn.
Mặc dù họ là nước Hàn đó, nước xứ lạnh, thế nhưng mà họ lại giữ da rất là kinh khủng. Và tại sao mà da của họ lại đẹp đến như vậy? Bởi vì là họ sử dụng kem chống nắng là cái thành phần chính luôn. Có thể họ không trang điểm nhiều như mình đâu, họ không vẽ mắt, vẽ môi rồi này kia các thứ, rồi make up nhiều như mình. Thế nhưng mà cái gọi là thói quen dùng kem chống nắng là cái thói quen không thể thiếu của họ. Thế nên khi mà họ sản xuất ra những cái sản phẩm chống nắng như thế này là đã phải đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của khách hàng rồi. Cái đầu tiên là phải chống nắng ưu việt nhất, chỉ số chống nắng phải là cao nhất. Và cái thứ hai là 100% cái thành phần của nó phải là hoàn toàn tự nhiên và thiên nhiên, 100% là organic, chứ không bao giờ có bất cứ một cái chất độc, chất hại, rồi chất cấm nào đó mà ảnh hưởng tới cái làn da của mình. Đây, Navacost ha. Ok, chị dùng thử đi ạ. Chị sẽ hướng dẫn mọi người dùng thử luôn nha. Cái này dùng như thế nào hả chị? Cái này thì dùng rất là đơn giản thôi. Nhà mình dùng vào buổi sáng này. Chắc là buổi sáng khi ngủ dậy, mình đánh răng rửa mặt xong, cái mình rửa mặt thật là sạch, thì mình sẽ sử dụng một cái lớp kem chống nắng Navacost này. Và ngoài cái việc là chống nắng thì nó còn có cái tác dụng là nó thay thế một cái lớp gần như là kem lót, kem nền cho mình. Với những bạn mà các bạn không có thích make up đậm, ví dụ như Hương rất là thích nhẹ nhàng, tại vì hàng ngày đi quay phim các thứ là các bạn make up đậm lắm rồi, nên là khi mà dùng những cái sản phẩm hàng ngày thì Hương rất là thích nhẹ nhàng thôi, thì Hương sẽ sử dụng cái này vừa là để chống nắng và vừa là thay một cái lớp kem lót luôn đó. Thì mình sẽ lấy một đây, mọi người nhìn ạ, cái dạng của nó thì như là cái đầu xịt, nhưng mà khi mà lấy ra đây nó sẽ như thế này. Hương chấm vào 5 điểm ở trên mặt này, 1 này, mũi này, 2 này, đây nhà mình ơi, nhà mình thấy không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Chấm 5 điểm lên trên khuôn mặt như thế này. Và mình sẽ massage thật là nhẹ để nó thẩm thấu vào da. Đặc biệt là phần hai bên gò má là cái phần mà dễ bị ánh nắng, cũng như là cái tia tử ngoại và những cái tia gây hại cho da, nó sẽ trực tiếp nó thẩm thấu vào da. Thì cái kem này mình bôi thật là kỹ vào hai phần gò má giúp cho Hương nha. Mọi người vỗ nhẹ cũng được, mọi người có thể massage theo hình massage xoắn ốc như thế này cũng được. Đó, tránh massage mạnh, nó vừa là bị sũng xịu cái phần cơ mặt của mình, nó làm cho cái cơ mặt của mình nó bị chảy xệ xuống. Thế nên là mình chỉ cần vỗ rất là nhẹ thôi, thì lập tức là cái kem chống nắng nó sẽ có thẩm thấu vào trong da và nó phát huy tối đa những tác dụng của nó. Cái ưu điểm vượt trội của cái Navacost này là gì mọi người biết không ạ? Cái này nó không giống như tất cả những cái sản phẩm chống nắng bình thường, là khi mà bôi xong thì phải chờ đến 10-15 phút sau rồi mới ngấm vào da đâu, mà nó sẽ có cái tác dụng ngay tức khắc, không cần phải chờ đợi 10-15 phút đâu. Vỗ vào đến đâu là nó sẽ ăn vào, nó sẽ thẩm thấu vào da đến đó. Đây ạ, mọi người thấy không, một cái lớp rất là mỏng, rất là nhẹ thôi, bôi mà như là không bôi. Và cái quan trọng nó không bị trắng bóc lên như kiểu trắng lột da, hay là kiểu trắng kem lột kem trộn. Đây, nó rất là tự nhiên, nó chỉ thay thế một cái lớp kem lót bình thường của chúng mình thôi, nhưng mà lại che khuyết điểm cực kỳ là tốt nha. Đó, bạn nào mà thích kiểu trắng trắng thêm xíu thì các bạn bôi dày lên một chút cho Hương. Nhưng mà Hương thì Hương chỉ muốn làm cái lớp nó mỏng mỏng, nó tự nhiên như thế này thôi. Đấy, thấy không ạ? Vỗ một cái là vào da luôn. Cái chất kem nó rất là mềm mịn, rất là thơm, cực kỳ là thơm luôn. Thay thế một cái lớp kem lót make up cho mọi người nha. Còn nếu như ai muốn mà quan tâm tới thành phần của nó thì lát nữa Hương sẽ chia sẻ. Nhưng mà nhà mình yên tâm 100% nó là organic, nó là thiên nhiên, không có bất cứ một cái chất cấm, chất gây hại nào, một cái chất trì nào, một cái chất thủy ngân nào ảnh hưởng cái da của chúng mình. Và đặc biệt đây nó là kem chống nắng vật lý, chứ không phải là kem chống nắng hóa học. Tại sao Hương lại nói rằng đây nó là kem chống nắng vật lý? Là bởi vì nếu như là cái dạng kem chống nắng vật lý thì tất cả những thành phần của nó đã được kiểm định rất là gắt gao rồi. Đó, nhìn rất là tự nhiên đúng không ạ? Và nó sẽ không gây hại, nó không kích ứng gì cho da, đặc biệt là những cái da, cái làn da mà dễ bị kích ứng nhất, bị mẩn đỏ lên nhất, bị nhạy cảm nhất. Ví dụ như da mỏng này, da bị lộ những cái gân xanh này, da bị lộ những cái mạch máu này. Ví dụ da Hương nha, da Hương trông như vậy thôi, nhìn thì có vẻ là cực kỳ khỏe, nhưng mà da Hương lại là một cái da rất là mỏng. Mình có nhìn gần được không ạ?
Đấy, nhìn nhìn gần thấy cả, lộ cả cái gân xanh này ra này, lộ cả cái mạch máu này ra này. Trông thấy nhưng mà da rất là mỏng. Và nếu như mà Hương sử dụng những cái sản phẩm mà nó không rõ nguồn gốc xuất xứ nha, là rất dễ bị kích ứng, rất dễ bị mẩn đỏ hai bên gò má. Thế nhưng khi mà Hương sử dụng cái kem Navacos Hàn Quốc này thì Hương không cảm giác bị như vậy. Mà đây mọi người thấy không, bôi xong cái nó thẩm thấu luôn vào da. Vỗ thêm một lớp nữa, không bị bết dính, không bị nhờn, không bị dầu, không bị gì cả. Một số bạn đây còn thừa chút xíu bôi thêm, nó phí quá. Cảm giác như là một giọt kem chống nắng lên nó rơi ra ngoài cũng thấy tiếc rẻ. Nên là sẽ bôi hết. Còn thừa nhà mình bôi vào tay giúp cho em nha, đừng bỏ đi cho nó phí của em nha. Đây vỗ nhẹ này thẩm thấu vào da này. Đây. Mình nhìn thấy không ạ? Đó. Sau khi mà mình bôi xong cái này rồi, mình có thể thoải mái mình đi ra ngoài vận động, rồi quay kiếc cái này kia, chụp ảnh ngoài trời, bikini bãi biển các thứ không vấn đề gì hết. Và cái sản phẩm này cái chỉ số chống nắng là 50 SPF cộng thì nó phù hợp với cả những vận động viên mà các bạn ấy hoạt động rất nhiều ở ngoài trời luôn. Ví dụ như mấy bạn mà bơi thuyền ấy ở ngoài trời ạ, nóng, mấy bạn mà bóng chuyền bãi biển, đó, bóng đá bãi biển các bạn dùng được luôn. Và cái sản phẩm này khi mà chúng mình dùng rồi thì nó sẽ không bao giờ để những cái tác nhân gây hại vào cho da, nó thẩm thấu vào da của mình nữa. Ví dụ như là cái tia UVA và UVB là những cái gọi là tia tử ngoại, nó rất là hại, nó từ ánh nắng mặt trời nó sẽ tiếp xúc vào da của chúng mình. Thì ở trong cái thành phần của cái kem chống nắng Navacos này, nó có rất là nhiều những thành phần tốt để mà chống lại tất cả những cái tác nhân gây hại đó. Thành phần đấy là gì? Đầu tiên đó chính là cái thành phần là titanium dioxide. Thực ra là Hương tìm hiểu về sản phẩm rất là kỹ, nhưng mà nếu mọi người muốn thì Hương sẽ chia sẻ. Hương nghĩ rằng khi Hương đọc những cái tên này chắc là mọi người cũng sẽ rất là mông lung. Nhưng mà thôi thì nhân tiện thì đã chia sẻ thì chia sẻ cho chót luôn, chia sẻ tới bến luôn để nhà mình yên tâm về cái sản phẩm này. Thì cái thành phần đầu tiên đó là titanium dioxide, là một cái thành phần mọi người có thể hiểu đơn giản như thế này. Nó sẽ hỗ trợ cho tất cả những cái loại da nhạy cảm nhất. Có nghĩa là cái sản phẩm này cực kỳ là lành tính. Một cái sản phẩm mà da nhạy cảm nhất, da dễ bị kích ứng nhất cũng có thể sử dụng được. Bởi vì cái thành phần titanium dioxide này nó sẽ kháng tất cả các loại khuẩn luôn. Và nó sẽ không gây bít cái lỗ chân lông trên da của chúng mình. Những bạn mà bị lỗ chân lông to thì khi sử dụng xong nó thu nhỏ lỗ chân lông cho chúng mình lại. Đó, đấy, hiểu đơn giản là như vậy nha, thành phần đầu tiên. Thành phần thứ hai là thành phần kẽm oxit. Thì kẽm oxit có tác dụng là gì? Kẽm oxit có tác dụng là chống UVA và UVB thì Hương đã vừa chia sẻ rồi. Đó là chống lại hoàn toàn những cái tác nhân lão hóa cho da. Đó, những cái sự bào mòn về da. Và khi mà ánh nắng nó chiếu vào da mình mà mình không chống lại được thì nó sẽ trực tiếp mỗi ngày nó sẽ thẩm thấu. Và đến khi mà có những cái sắc tố không đồng đều màu trên da thì có nghĩa là da của chúng ta đang bị độc tố rồi, đang bị bào mòn rồi. Và khi đó thì chúng mình chống nắng nó không còn tác dụng gì nữa. Nên thay vì bây giờ khi da mình vẫn đang đẹp, vẫn đang ngon lành cành đào, kể cả các bé nhá, các bé mà độ tầm trên dưới 20 tuổi mà các bé cứ hay chủ quan là da của em không bao giờ bị ảnh hưởng thì đấy là hoàn toàn sai lầm. Đương nhiên là cái độ tuổi mà 30 đổ đi thì cái sự lão hóa trên da nó sẽ nhanh hơn là những em bé mà 18-20. Nhưng cái chống nắng này Hương còn dùng được cho em bé nhà Hương cơ, chứ không phải là chỉ là các em mà tin tin đâu. Em bé nhà Hương năm nay là 9 tuổi mà có thể sử dụng được cái này. Bởi vì Hương khẳng định là 100% nó là hàng organic, làm thiên nhiên, nó không ảnh hưởng. Đó, mẹ bầu dùng được, đó, mẹ bỉm sữa dùng được, và em bé cũng có thể dùng được. Nó lành tính tới mức độ như thế cơ. Đó, thì cái kẽm axit này nó chống hoàn toàn tất cả những tác nhân gây hại cho cái làn da của mình. Và tiếp theo nữa, cái thành phần là gì? Nó có cái tinh chất của nha đam, của củ cải đỏ, đó, của đông trùng hạ thảo, của rau má, rất là mát đúng không ạ? Và nho xanh, đều là những cái mà mọi người đã quá là quen rồi. Thì đấy là Hương có thể tổng hợp, Hương có thể gọi là lược tất cả những cái thành phần để nhà mình có thể yên tâm là tại sao mà khi sử dụng như thế này thì cái làn da của Hương mặc dù là đi quay chầy chật ở ngoài trời nắng như thế mà nó lại không bị ảnh hưởng, nó không bị bào mòn. Nếu mà bây giờ mà nói tuổi ra thì một vài người cũng giật mình thon thót đấy. Nhưng mà thôi, xin phép là không chia sẻ. Nhưng mà em nói là để mà ở một cái độ tuổi như thế này, đã có hai em bé rồi mà còn giữ được cái làn da như thế này thì không phải là ai cũng làm được điều đó đâu. Và một trong những cái bí quyết để mà giữ được cái làn da đẹp không phải là những cái mà
làm trắng, lột trắng hay là kích trắng hay là cái gì cả. Mà cái quan trọng là cái thành phần chống nắng này này. Chúng mình phải biết cách chống nắng, chúng mình phải có thói quen chống nắng hàng ngày. Mình không nói đến cái chuyện là da trắng hay là da đen, mà mình phải nói chuyện là da khỏe đã. Thì cái này nó là một cái chống nắng, là kem chống nắng vật lý chứ không phải là hóa học. Hóa học là nó có, vẫn có những cái thành phần mà nó pha tạp bởi những cái tinh chất hóa học khác. Nó sẽ có một cái chút gì đó, dù là nhiều dù là ít thì nó sẽ gây hại cho da. Còn cái này nó là vô hại, nó là lành tính luôn. Và không có bất cứ một cái chất nào đó để mà gây hại cho da của mình. Ví dụ như là thủy ngân này, hay là chì này, đó, hay là những cái chất tạo màu, tạo mùi không hề có. Nên khi mà Hương sử dụng xong, Hương vỗ nhẹ vào hai bên gò má này ấy, thì Hương thấy là cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Nó có một chút của mùi nho xanh, mùi táo này, đấy, rồi mùi rau má, rồi nha đam. Rất là thích, nói chung cực kỳ là mịn. Và đây, bôi xong cái đâu có bị kiểu trắng bóc lên đâu. Cái phần da mặt, phần da cổ nó vẫn rất là vừa phải. Bôi mà không bôi, đẹp nó phải là tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Nó phải là như thế thì nó mới là tốt nha. Chứ bôi bây giờ xong mặt trắng bóc lên, buồn cười lắm luôn ý. Nhiều bạn đã bôi kem chống nắng mà em tưởng là bạn vừa vỗ phải đến 3-4 lớp phấn vào mặt luôn. Thế thì cái này nó là cái rất là hay là mà bôi xong cái như là không bôi. Thế nhưng mà rõ ràng một cái lớp mỏng như vậy thôi mà nó bao bọc, nó bảo vệ cái da của mình từ A đến Z luôn. Và có bạn đây bạn hỏi là chị ơi, bôi xong cái thì bao lâu mình lại sử dụng được tiếp? 3-4 tiếng sau em lại bôi được tiếp cho chị. Bởi vì là thực ra nắng nóng như thế này thì mình bôi một lần thì chắc là sẽ không đủ, đúng không ạ? Thì có thể một ngày mình bôi 2 lần, buổi sáng bôi một cái và buổi trưa mình sẽ chăm sóc lại một lần nữa. Còn nếu mà các bạn trực tiếp đứng ở ngoài trời, ví dụ như Hương đứng ở ngoài trời nắng 12 giờ buổi trưa, quay, đâu có ai che ô các thứ cho mình, đâu có che ô thì còn gọi gì là quay phim nữa. Nắng nó chiếu trực tiếp vào mặt mình luôn thì bảo làm sao mà cái da của mình nó không bị bắt nắng. Thế mà Hương sử dụng cái này xong cái, Hương chỉ dùng có một ngày 2 lần thôi. Buổi sáng dậy là Hương dùng một lần, và buổi trưa khi mà nghỉ trưa ăn trưa với đoàn phim thì Hương lại dùng thêm một lần nữa. Đó. Nó có bị nhớp không? Nó có bị da dầu không? Xin thông báo với tất cả những bạn mà bị da dầu, da nhờn, đại khái là mình bị tiết dầu ạ. Bị bã nhờn ạ. Đây mọi người nhìn đi ạ. Em vỗ rất là nhẹ nhá, một cái lớp rất là nhẹ nhưng mà rõ ràng em vừa chấm 5 điểm trên mặt. Mọi người có thấy bị nhờn, bị dầu không ạ? Đây là câu trả lời cho tất cả mọi người rồi. Chứ mà nếu mà kem chống nắng nhá mà nó bị nhầy nhầy nhụa nhụa ra thì em nói thật với các bác là bây giờ đi ra ngoài trời nắng nóng như thế này thì nó như là chảy nước, chảy mỡ ra mặt luôn. Nói thực là không biết là tốt đến đâu. Cái đấy thì mình không bàn tới nhưng mà nó rất là mất thẩm mỹ. Thay vì như thế thì cái Navacos này nó có cái điểm ưu việt, nó khác hẳn so với tất cả những sản phẩm khác này đây. Nó phù hợp với tất cả những cái bạn mà bị da dầu luôn. Bởi vì khi bôi xong cái nó thẩm thấu ngay. Nó khô do, nó láng mịn như thế này và không bị dầu, không bị nhờn một chút nào cả. Đó. Được chưa ạ? Mình thấy không ạ? Sản phẩm này không có phải là dễ nhái rồi trà trộn này kia được đâu. Bởi vì Navacos đó, nó là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng, số 1 của Hàn Quốc về chống nắng rồi. Và hiện tại bây giờ là được hệ thống Gluvi họ phân phối ở trên dưới 5.000 hệ thống spa nổi tiếng ở Việt Nam và cả ở nước ngoài nữa. Những cái spa mà thường là một người đi spa thì có thể là sẽ đi chăm sóc da, đúng không? Và sau mỗi một cái liệu trình chăm sóc da thì họ sẽ cho mình một cái lớp chống nắng. Thì cái Glovi này đã có mặt ở tại trên dưới 5.000 spa, mà là spa nổi tiếng nha, chứ còn spa tầm trung là cũng chưa có đâu. Thế nhưng mà em nói như vậy không có nghĩa rằng là cái sản phẩm này nó quá đắt đỏ. Em nghĩ rằng là với cái nhu cầu của người Việt Nam thì với một cái sản phẩm như thế này thì mọi người đều có thể mua được, đều có thể mua được. Và em thấy rằng cái giá nó cũng rất là vừa phải, hợp lý. Thế thì thực ra thì nói thế này thì nó cũng hơi ngượng ngùng xấu hổ chút xíu là bên công ty họ tặng cho em cái sản phẩm này. Đó, em dùng thì em thấy rất là tốt. Và ngày hôm nay em ngồi thì em thôi thì cũng từ cái tâm của mình review lại thôi. Thế nên các bác hỏi em về giá thì em không trả lời được ngay bây giờ đâu. Bởi vì em không có bỏ tiền ra em mua nên em không có biết. Thế nhưng mà sau khi mà nghe các anh chị ở bên hệ thống Glovi chia sẻ thì nói rằng Hương ơi, sản phẩm rất là vừa phải, nhẹ nhàng, hợp túi tiền chứ không đắt quá. Đó, thế nên là nhà mình muốn mua thì vào thẳng page hỏi giá luôn, chứ còn cũng không phải qua trung gian nghe làm gì cả. Tại vì em không có gọi là quảng cáo gì ở đây hết. Mà nhà mình muốn mua là mua trực tiếp ở bên kia. Thì các anh các chị ở bên hệ thống sẽ thông báo cái giá. Mà giá này là giá niêm yết nhá, chứ không phải là mỗi nơi họ bán một cái giá khác nhau đâu. Còn có chỗ nào mà họ bán nhiều cái giá khác nhau thì nhà mình lại phải nghiên cứu lại xem có phải là hàng chuẩn không. Còn hàng chuẩn đây. Và tốt nhất là cứ vào trong cái livestream của em ngày hôm nay mua hàng là tốt nhất. Thế còn em cũng xin nói luôn là những bạn mà ngày hôm nay các bạn
mạnh dạn chịu khó like và share cái livestream ngày hôm nay của em. Thì sau kết thúc cái livestream này, em sẽ công bố công khai năm bạn để tặng mỗi bạn một cái lọ kem chống nắng xịn sò của Navacos này. Và cái này là em không giữ lại nha, em cũng không được phép giữ lại đâu ạ. Cái này là em phải mang đi tặng. Trách nhiệm của em ngày hôm nay là phải tặng cho bằng hết 1, 2, 4, 5. Em tiếc rẻ lắm nhưng thôi phải tặng thôi, bởi vì là các anh các chị yêu quý quá. Thì em chỉ còn có mỗi duy nhất là một cái lọ này để em dùng thôi. Và sau khi hết cái lọ này là em cũng phải bỏ tiền túi ra em mua đấy ạ. Thế thì các anh các chị đang share thì cố gắng share thêm đi. Để kết thúc livestream là em tổng hợp lại, là em sẽ chọn ra 5 bạn đáng yêu nhất, là chịu khó nhiệt tình nhất, là để em tặng nha. Đó, đây là sản phẩm nhập khẩu 100% nhá, nhà mình nhá, Hàn Quốc nhá, chứ không có sản xuất tại Việt Nam. Và được gọi là hệ thống cũng như là phân phối độc quyền bởi Glovi, chứ không phải là sản xuất tại thị trường Việt Nam, không có phải nguyên liệu hay là nhập như gì cả, mà nhập 100% cái hộp này, cái lọ này nha, chứ không có phải là sản xuất tại đây đâu ạ. Nhưng sản xuất tại đây thì không thể gọi là cái hàng nhập được. Thế là ai mà còn muốn gọi là xính ngoại đây thì đúng là hàng xính ngoại đây rồi, xính ngoại Hàn Quốc nha. À ok, bây giờ thì em xin phép là em sẽ quay lại cái sự chia sẻ đầu tiên, sau khi mà em đã nói cũng rất là rõ ràng của bà và đầy đủ những cái thông tin về kem chống nắng Navacos, đó, hay còn gọi là Medi Sunblock, đó, Navacos. Thế thì sau đây thì em sẽ nói về cái việc là tại sao mà sản phẩm này vừa là tốt mà lại ý nghĩa. Thực ra có một cái điều như này, em cũng nghĩ là em cần phải chia sẻ với mọi người. Navacos thì nó quá là tốt rồi. Em nghĩ rằng không cần phải qua trang cá nhân của em Hương, hay là qua một cái sự review hay là cái livestream ngày hôm nay của em Hương, thì mọi người cũng sẽ sử dụng thôi. Bởi vì một cái điều rất đơn giản, của tốt thì sẽ có rất là nhiều người dùng. Thế có vấn đề là mình qua mình thì sẽ có nhiều người biết hơn. Chứ còn khi mà mọi người đã dùng rồi thì không cần em phải quảng cáo nữa, là mọi người sẽ tự động mua thêm, bởi vì nó tốt cực kỳ luôn. Và nó hỗ trợ, nó bảo vệ cái da của mình từ A đến Z. Thế nhưng mà tại sao mà lại có một cái điều mà người ta lại có thể làm cho em ngày hôm nay em lại ngồi đây em chia sẻ và em livestream như thế này, trong khi là một cái quãng thời gian rất là lâu rồi. Nói thực là mọi người cũng biết, nếu mà theo dõi trang cá nhân của em thấy rằng là đã rất lâu rồi em Hương không livestream, bởi vì em Hương quá bận. Và thêm vừa rồi thì em Hương cũng tham gia cái chương trình game show ở Trời Sinh Một Cặp ở trong Sài Gòn, nên là không có mặt ở Hà Nội, nên cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ. Thì tại sao mà ngày hôm nay lại ngồi đây, bởi vì bên hệ thống Glovi đó, và đặc biệt là cái sản phẩm Navacos ngày hôm nay, thì có một cái chương trình rất là ý nghĩa đi kèm với sản phẩm này. Và chương trình này có tên gọi là Glovi Give Love. Thì em Hương mặc dù rất dốt tiếng Anh nhưng mà đọc xong cái là có thể hiểu ngay là Glovi Give Love là trao gửi yêu thương, đó, đưa yêu thương tới tất cả mọi người, đúng không ạ? Mang cái yêu thương gửi gắm cho tất cả mọi người. Thì đây là một cái chương trình gọi là thiện nguyện, là một cái chương trình từ thiện phi lợi nhuận, không nhằm mục đích để kinh doanh gì ở đây cả. Đã gọi là từ thiện, nó phải đúng nghĩa từ thiện. Và em Hương cũng là một trong những nghệ sĩ thực rất là có mong muốn để được tham gia những cái chương trình như vậy. Thì ngày hôm nay bên công ty họ chia sẻ với em Hương là mỗi một khách hàng mà khi mua cái sản phẩm kem chống nắng Lavacos này thì đồng nghĩa là với việc các bạn đã chung tay vào cái quỹ từ thiện này. Đó, chung tay vào cái quỹ này để mà mang yêu thương, sẻ chia yêu thương của mình tới tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn. Và hoàn cảnh khó khăn đó là ai? Đặc biệt là những em nhỏ tại vùng cao. Đó, nắng nôi thế này, miếng ăn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà đi học, lấy đâu ra tiền mà để có cái con chữ cho trong đầu. Thế nên là Hương nghĩ rằng là lá lành thì đùm lá rách, lá rách ít thì chúng mình đùm lá rách nhiều. Em thì cũng không phải là một nghệ sĩ quá là giàu có, em cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi. Nhưng khi nghe tới cái chương trình này thì em rất là thích. Chúng mình không mất quá nhiều cái công sức của mình, chúng mình không mất quá nhiều gọi là vật chất và tiền của mình bỏ ra. Nhưng mỗi một cái sản phẩm khi mình, mỗi một cái một cái số tiền nho nhỏ khi mình mua cái sản phẩm Navacos này thì sẽ trích ra 10.000. Trích ra có 10.000 thôi. Ship bây giờ đi mất khoảng độ 30-40, nắng nồi này, xa xăm thì 70-80 rồi. Thế nhưng mà mỗi một cái sản phẩm khi mà người mua thì chỉ trích, xin gọi là xin trích từ cái số tiền đó ra có 10.000.
để mà ủng hộ vào cái quỹ từ thiện phi lợi nhuận này. Và cái số tiền nhận được đó là sẽ ủng hộ hết đó để mà mua quà này, đó để mà trao gửi cái yêu thương tới tất cả các em bé ở vùng cao. Thì như vậy là sao? Như vậy là cá nhân Hương, công ty, hệ thống Glovy và tất cả những bạn chúng mình đang xem livestream của Hương ngày hôm nay, và kể cả những bạn mà sau livestream này các bạn cũng vô tình xem được, thì các bạn cũng đã cùng với Hương và bên công ty nắm tay nhau để trao gửi cái yêu thương đó rồi. Thì đây là một cái điều mà Hương cực kỳ là xúc động, và cũng là một cái điều mà khiến cho Hương quyết định là ngày hôm nay Hương livestream cái sản phẩm này. Chứ còn thực ra nói thật mọi người là đã quá lâu rồi em không livestream. Em cũng không, nhiều khi mình đấy, nói câu chuyện ở ngoài lề thôi. Cái tâm của mình thì mình tốt, mình muốn livestream chia sẻ sản phẩm tốt, nhưng nhiều người họ lại cứ nghĩ là mình đang quảng cáo. Thì Hương không thích như thế. Và chính bởi vì vậy nên thời gian vừa qua Hương không livestream nữa. Hương không muốn chia sẻ cái điều đó nữa. Thế nhưng hôm nay có một cái điều ở cái quỹ từ thiện Glovy Give Love với cái sản phẩm kem chống nắng Navacos của hệ thống Glovy này đã làm cho Hương quyết định, bởi vì đó chính là một cái ý nghĩa thiện nguyện. Và đây thì đấy là cái điều mà Hương nói rằng là một cái sản phẩm vừa là tốt cho các bạn nhưng đồng thời cũng mang lại một cái sự yêu thương tới cho tất cả mọi người. Thì bây giờ mình sống cuộc sống thì biết thế nào là nhiều, biết thế nào là ít. Một ngày cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày nó cũng là vừa đủ. Đó, các bạn đi du lịch nước ngoài, các bạn đi du lịch Hàn Quốc, các bạn đi du lịch châu Âu cũng là nhiều. Thế thì tôi ở nhà, tôi ăn cơm, tôi nghỉ ngơi, tôi cũng thấy như thế là vừa đủ rồi. Thế thì sau mỗi cái sản phẩm các bạn bán, các bạn mua về và chỉ cần xin là trích ra có 10.000 Việt Nam đồng thôi. Và mỗi người cái 10.000 đó nhân lên thì nó là bao nhiêu. Và cái số tiền đó thì sẽ để dành cho tất cả các em bé ở vùng cao, những em bé mà đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để có quần áo để mặc, để đi học, để có chữ. Đó thì chúng mình đã cố gắng để làm với nhau và để chung tay với nhau vì cái điều như vậy. Thì Hương hy vọng rằng là sau cái livestream ngày hôm nay thì các bạn sẽ ủng hộ. Đầu tiên Hương phải nói luôn là ủng hộ hệ thống để mà làm sao cái quỹ này càng ngày càng phát triển và có ý nghĩa hơn. Và cái thứ hai là ủng hộ cho các em bé ở vùng cao để có được cuộc sống mà no đủ cũng như là ý nghĩa hơn. Đó. Ok, bây giờ thì cũng ngồi nói rất là kỹ và nhiều rồi. Thì xin phép là em sẽ tua lại những cái CM của mọi người từ đầu để em chắt lọc ra những cái câu hỏi để em chia sẻ về sản phẩm này, để nhà mình có thể yên tâm khi mà nhà mình sử dụng sản phẩm này ha. Chị ơi, nàng dâu order hay quá. Chị rất cảm ơn em. Vừa nãy thì thời gian vừa rồi thì cũng đã quay xong phim rồi. Bây giờ thấy là tóc xoăn thì bây giờ đã chuyển sang thành tóc thẳng rồi. Đó, và để chuẩn bị tiếp tục với những cái dự án mới. Thì hy vọng rằng những dự án mới này thì mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ em như vậy ha. Em ơi, câu trả lời cho bạn Nguyễn Tuấn. Em ơi, cái này khi mà mình sử dụng xong nha, mình chấm vào 5 điểm trên khuôn mặt của mình thì lập tức là sẽ có tác dụng ngay, không cần phải chờ đợi 10-15 phút để mà cái kem chống nắng nó thẩm thấu vào da. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó là một cái sản phẩm khác hẳn với những sản phẩm kem chống nắng mà đang bán trên thị trường. Nó thay thế luôn không những là một cái lớp kem chống nắng mà còn thay thế luôn cả cái lớp make up trang điểm nhẹ dành cho những bạn gái chúng mình không có muốn trang điểm đậm. Mình chỉ cần 1-2 lớp để mà mình che được những cái khiếm khuyết rất nhỏ trên khuôn mặt của mình. Ví dụ như cái làn da không đồng đều màu này, đó có một vài những cái nốt mụn con này, mình không cần phải vỗ quá nhiều phấn thì mình có thể sử dụng cái này để thay thế một cái lớp make up cho da. Đó, và 100% nó là thiên nhiên em nhá. Thế nên khi mình sử dụng thì không sợ bị kích ứng hay là nhạy cảm trên cái làn da của mình. Cái này là kem chống nắng vật lý, không phải là kem chống nắng hóa học. Thế nên là nó sẽ rất là lành với tất cả các loại da. Bao nhiêu tiền thì chị Hương cũng đã chia sẻ rồi. Chị Hương được tặng sản phẩm này và đã sử dụng thì sau đó là chị Hương review. Còn sản phẩm cụ thể bao nhiêu tiền thì Hương xin phép là sẽ dành câu hỏi này cho các anh chị ở bên hệ thống Glovy sẽ tư vấn thêm cho nhà mình thật là kỹ để xem là hiện tại da nhà mình đang như thế nào, thuộc cái dòng da gì, da nhờ dầu, da nhờn, da khô hay là da hỗn hợp, để mà tư vấn hơn và sẽ báo giá cho nhà mình nha. Đó. Chị ơi, chị em chia sẻ nhiều quá rồi, em có được tặng quà không? Sau livestream này chị Hương sẽ chọn ra 5 bạn
Không phải là ngẫu nhiên mà chị Hương sẽ tổng hợp bởi một tổ tư vấn ở bên công ty để các bạn ấy có thể xem là ai share và nhanh nhất, hiệu quả nhất thì tặng cho 5 bạn, và chị sẽ công bố tên công khai ở trong cái livestream ngày hôm nay. Chị sẽ ghim luôn vào trong cái comment ở cái livestream này nha. Đó. Có một số bạn hỏi về các sản phẩm chị Hương đã chia sẻ trước đó, thì chị Hương cũng xin phép là ngày hôm nay chỉ chia sẻ về kem chống nắng Navacos thôi, còn sẽ không chia sẻ về những sản phẩm khác. Còn những sản phẩm khác các bạn muốn chị Hương tư vấn thì có thể inbox riêng vào trang cá nhân của chị Hương ha. Vừa làm đẹp vừa ủng hộ các em nhỏ thì quá ý nghĩa. Không phải là ý nghĩa mà chị Hương thấy rằng là cực kỳ ý nghĩa luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mình cứ nghĩ là 5.000, 10.000 với mình thì nó là vô giá trị. Thực sự giờ 5.000, 10.000 mình ra mình uống một cốc trà đá là xong, đúng không ạ? Và chẳng có ai đi ra ngoài đường để cầm 5.000, 10.000 đi. Chỉ có chữ là cho tiền quà vặt cho em bé, bây giờ không có tiền đó đâu. Thế thì nhưng mà cái số tiền đó bây giờ mỗi một người mình chung tay mình đóng góp vào để mình ủng hộ cho các trẻ em mà gặp hoàn cảnh khó khăn đó ở vùng cao, thì mình thấy rằng là cái hành động đó nó vô cùng ý nghĩa. Cuộc sống này thì bây giờ nên là sống chậm lại, cho đi yêu thương nhiều hơn. Nó cứ xô bồ, nó cứ trôi qua một cách gọi là hàng ngày hàng giờ. Chúng mình cứ cố gắng mình đi làm, mình kiếm tiền thì rồi nó cũng trôi qua rất là nhanh. Thế thì mỗi một ngày mình hãy cố gắng mình làm thật là nhiều việc có ý nghĩa thì mình cũng thấy là cái cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Hương không biết là với như nào, cái này Hương không dám nói hay. Nhưng Hương là một là nghệ sĩ, Hương khẳng định luôn. Hương luôn luôn rất là hào hứng và mong mỏi, khao khát được làm những cái chương trình từ thiện. Chỉ trừ khi là Hương không thể làm được mà thôi. Còn nếu như Hương làm được thì Hương sẵn sàng 100% chung tay góp sức vào. Và chưa bao giờ Hương từ chối bất cứ một cái chương trình từ thiện nào trong cái khả năng cho phép của Hương. Đấy là cái điều mà Hương nói thực lòng với mọi người. Và làm từ thiện không có nghĩa là chúng ta khoe khoang, chúng ta chia sẻ trên đâu. Hương chả giờ Hương nói về những cái điều đó cả. Làm xong để mà mình nói là tôi làm thì không phải là mình làm rồi. Mình làm là bằng cái tâm của mình. Thì ngày hôm nay Hương cũng rất là mong mỏi và tha thiết là hy vọng rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ và cũng sẽ đi cùng với Thanh Hương và đi cùng với cả hệ thống Glovi để chia sẻ thật là nhiều những yêu thương tới cho tất cả mọi người. Chị ơi, da em mùa hè nhiều dầu, hai má em bị nám vì đi nắng nhiều. Chị ơi em phải làm nào? Em ơi, thật ra là em bị nám này, bị tàn nhang, bị đồi mồi hay là bị những các sắc tố đen không đồng đều màu trên da, thì một trong những cái nguyên nhân có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là do em không có làm sạch cái da của mình thật là sâu bên trong, có thể là do em sử dụng cái sản phẩm nó đang không phù hợp với da của em. Cũng có thể là do cái yếu tố môi trường, khói, xăng, xe, ô nhiễm. Có thể là do cái tiêu UV tiêu tử ngoại. Nhưng một trong những cái lý do quan trọng mà chị Hương đã chia sẻ từ cái đầu livestream rồi là do em không chống nắng tốt. Thì bây giờ chúng mình phải hình thành cái thói quen chống nắng cho mình đi. Mình có thể quên trang điểm, mình có thể quên đánh son, nhưng chống nắng mình không bao giờ được quên. Bởi vì một ngày mình không chống nắng có nghĩa là một ngày mình đã lấy đi một tuổi cái sự gọi là thanh xuân của mình rồi. Các bạn không chống nắng thì da các bạn bị lão hóa rất nhanh.
Nó tia UV, tia tử ngoại nó thẩm thấu da cực kỳ là nhanh. Thay vì là mình có kem chống nắng thì nó sẽ chống lại được những cái tác nhân gây hại đó. Còn nếu mình không bôi thì nó sẽ một phát là nó ăn thẳng vào da của mình luôn. Và các bạn chỉ để một tuần thôi, một tuần các bạn bêu nắng, một tuần các bạn đi ra ngoài nắng là sẽ thấy da nó rất là kinh khủng. Nên nhớ nha, bây giờ đang nám, đang tàn nhang thì cố gắng là chống nắng được càng sớm càng tốt. Và sau khi đã chống nắng càng sớm càng tốt rồi, và khi đã đỡ được rồi thì em sẽ chia sẻ thêm cho tất cả mọi người về những cái bí quyết để mà làm sao không còn nám và tàn nhang nữa. Nám và tàn nhang thì nó phải có thời gian rất là dài để điều trị. Cái đấy nó không phải là một cái dấu hiệu bình thường nữa rồi, đó là điều trị. Đã là bệnh là mình phải điều trị dứt điểm. Thì sau khi chống nắng thật là tốt một thời gian đi thì hãy inbox riêng cho em sẽ chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm chống nắng và đẩy lùi cái nám và tàn nhang cho mọi người nhé. Nó có bị nhớp nháp không? Ok, chị hiểu câu hỏi của em. Ý em nói là có bị nhờn không, bị da dầu không, đúng không em? Thì khi mà cái kem chống nắng Navacos này nó thẩm thấu vào da của chúng ta, nó là 100% natural cosmetic nha. Có nghĩa là 100% là thiên nhiên đấy. Thì nó rất là an toàn và lành tính tới tất cả mọi loại da. Và nó còn có cái tác dụng là nó chống đổ dầu, chống đổ gọi là những cái nhờn nhờn da, thì nó là phù hợp với tất cả những bạn mà bị da dầu luôn. Da dầu, da khô và da hỗn hợp. Da dầu thì là nó chống dầu, còn da khô thì nó càng hợp hơn, bởi vì là nó, đây mình nhìn thấy không, sau khi bôi xong đây, em từ nãy giờ em ngồi em chia sẻ với mọi người một tiếng đồng hồ rồi mà không bị đổ dầu, không bị bóng da, em bị bóng nhờn đâu. Bóng này là bóng rất là khỏe của da, da là da khỏe, chứ không phải bóng dầu. Bóng dầu nó phải chảy, nó phải đổ mồ hôi ra như thế này cơ, rõ ràng là không hề bị. Thì có nghĩa là cái sản phẩm này cực kỳ phù hợp với những bạn bị da dầu. Và đặc biệt là nó hút tất cả những cái dầu vào bên trong, và quan trọng nữa là nó không bị bít lỗ chân lông của chúng mình lại. Nó sẽ thu nhỏ cái lỗ chân lông của chúng mình. Những bạn mà trước là bị lỗ chân lông nó to ra ấy, thì khi sử dụng cái này xong nó sẽ thu nhỏ cái lỗ chân lông vào. Và nó có cái thành phần là cái thành phần là titanium dioxide, thì em đã chia sẻ ngay từ đầu rồi. Nên là nó kháng khuẩn với tất cả những cái vi khuẩn xâm hại trực tiếp vào da. Mọi người cứ hình dung là cái melanin là cái yếu tố mà để gọi là nó sản sinh ra những cái lão hóa cho da. Thì cái kem chống nắng này nó có thành phần là titanium dioxide, thì nó sẽ ngăn ngừa cái melanin đó. Thì nghĩa là có cái dioxide đó rồi thì cái melanin nó không tác dụng gì nữa. Nó không thể nào mà nó có cái tác dụng là nó sẽ làm và là ảnh hưởng đến cái da của mình. Nó kháng khuẩn toàn bộ luôn. À, muốn mua hàng chính hãng thì sao chị? À, em đã chia sẻ và em đã tag tất cả những cái hệ thống ở trên này, cũng như là cái trang page chính hãng của sản phẩm này. Và em nhắc lại, sản phẩm này không phải là sản phẩm sản xuất tại thị trường Việt Nam, mà được hệ thống Glowy phân phối độc quyền tại Việt Nam. Và đây là sản phẩm nhập khẩu 100% của Hàn Quốc. Nên là nếu mà chị em nào muốn mua thì có thể vào livestream của em. Và bên công ty họ sẽ có các nhân viên, rồi tư vấn viên hỗ trợ cho chúng mình nhiệt tình. Nên là yên tâm là không có phải bị mua những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Cách sử dụng như thế nào ạ chị? Chị cũng vừa chia sẻ ngay từ đầu rồi, nhưng chị có thể nhắc lại cho em luôn. Cách sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên mình làm sạch cái da mặt của mình. Sau đó thì mình lấy 5 cái giọt chống nắng này lên 5 điểm ở trên khuôn mặt. Đó. Và sau đó mình tản đều ra và mình vỗ nhẹ giống như chị Hương cũng được. Đơn giản vậy thôi. Sau 3 đến 4 giờ sau, khi mà nắng nó quá là nhiều và gắt rồi, mình có thể sử dụng lại tiếp một lần nữa. Và đặc biệt là phải sử dụng hàng ngày, chứ không phải là lúc nào mình nhớ ra mình mới dùng nhá. Sáng ngày ra đánh răng rửa mặt xong cái mình dùng luôn, cho nó thành một cái thói quen đi ạ. Và nếu như mà không có nhu cầu đi ra ngoài nắng thì tốt nhất là cũng không nên đi ra ngoài nắng nhiều. Em Hương thì em Hương không kiêng được, bởi vì em Hương đi quay. Và quay thì bắt buộc là phải hy sinh thôi. Em nói thật với các bác chứ, nghệ sĩ thì hy sinh vô cùng. Đặc biệt là diễn viên khổ lắm luôn. Tiền không có, khổ vô cùng. Bởi vì sao? Vì đứng nắng trời chật cả ngày trời, quay thế đấy, xong về cái da xấu, mặt xấu nhăn nheo. Thế lúc ấy chả biết là như nào, chỉ biết là cống hiến hết mình thôi. Để mà cho ra đời những cái bộ phim, những vai diễn đấy là bao nhiêu những cái khó khăn vất vả nhà mình không thể tưởng tượng được đâu. Nên là ngoài ra những cái lúc như vậy là có thời gian nghỉ ngơi như thế này là em phải chăm bẵm kinh khủng lắm thì mới được như thế đấy. Đấy, và chăm bẵm bằng cái kem chống nắng em làm một cái chăm bẵm rất là tốt cho cái da của em. Có ai có câu hỏi gì nữa không nhở? Em cũng trả lời rất là kỹ từng người một rồi đấy. Còn ai muốn hỏi gì về sản phẩm này nữa không? Thì khi mà em kết thúc cái livestream thì mọi người cho em thời gian khoảng độ tầm
một vài tiếng nhá, em sẽ tổng hợp lại và em sẽ công bố công khai năm bạn chia sẻ và share nhiệt tình nhất để mà tặng quà cho các bạn là những cái lọ kem chống nắng 100% là thiên nhiên, sản phẩm Navacos đến từ hệ thống Glovi ha. Em ơi, đây nó là 100% nhập nhé em nhé, hàng nhập, không phải hàng sản xuất tại Việt Nam. Đây, toàn chữ Hàn Quốc thôi, và ở bên công ty họ đã phải in ra một cái giấy thông số rồi các thứ rồi cách dùng như thế này để mà hướng dẫn nhà mình. Đó, để nhà mình có thể đọc và nhà mình dịch ở đây luôn. Chứ còn 100% là nhập nhé, hàng nhập. Hàng nhập nhưng mà giá vừa phải thôi, không phải đắt quá đâu nhà mình ơi, nhà mình cũng không phải lo quá về giá. Cái này em được tặng nên em không dám công bố. Thì cái này phải để cho bên công ty họ công bố cho mình nhé. Ok, nếu mà nhà mình không ai có câu hỏi gì nữa thì em xin phép là tạm chia tay nhà mình ở đây. Tại vì tí giờ em phải đi quay rồi. Da nhạy cảm có dùng được không? Bạn này chắc vừa vào xem. Nói qua thôi, là da nhạy cảm nhất đều có thể sử dụng được. Bởi vì đây nó là kem chống nắng vật lý. Vật lý chứ không phải là kem chống nắng hóa học. Không có bất cứ một cái chất hóa học gây hại nào cho da cả. Nên là nhạy cảm nhất thì đều có thể sử dụng được. Và em muốn đọc chi tiết cụ thể thì em có thể tua lại cái livestream ngày nay của chị để xem cho nó rõ. Rồi, lời cuối cùng thì rất là mong mỏi tha thiết mọi người hãy cùng chung tay góp sức để mà tham gia vào cái chương trình thiện nguyện rất là ý nghĩa mang tên Glovi Gift Up. Đó, đem yêu thương và trao gửi yêu thương tới cho tất cả mọi người. Và chúng mình cùng nắm tay nhau để làm nên những cái điều kỳ diệu. Đó, một cái sản phẩm vừa là dùng được cho bản thân mình mà mình lại có cái cơ hội để mình được san sẻ yêu thương thì không còn gì có thể ý nghĩa hơn đúng không ạ? Và đây là một cái sản phẩm mà ở ngoài thị trường cũng không phải là gọi là sâu rộng đâu. Để mà có những cái sản phẩm như này thì mọi người thường sẽ thấy ở những cái spa rất là xịn sò của Việt Nam và Hàn Quốc và kể cả là nước ngoài. Có trên dưới 5.000 spa rồi. Đó, và ngày hôm nay qua cái live stream này thì mọi người sẽ biết tới nhiều hơn cái sản phẩm kem chống nắng Navacos của Hàn Quốc này. Đó. Em ơi, thay thế lớp make up được em nhé. Ừ. Chị ơi, chị làm cằm ở đâu đẹp thế? Chị không làm cằm em ạ. em muốn làm sao để cho cằm nó nhỏ thì em inbox riêng chị chia sẻ cho. Cười nhiều rồi nó cằm nó nhỏ bởi vì sao? Em ngậm miệng vào như này thì em không vận động cằm nó cười gái nào nhành mồm ra. Nhành mồm ra này là cằm nó nhọn xuống nó tự nhiên nó nhỏ. Nên cố gắng cười thật nhiều cho cằm nó nhỏ nhé. Rồi, ok. Tất cả những người quan trọng nhất này đó và những nhân viên cộng cán mẫn cán nhất của thương hiệu Glovi thì em cũng đã tác hết toàn bộ ở đây rồi. Nên giá cả thì mọi người vào gặp các anh chị, ví dụ như là Duy Tính này, anh Duy Tính Glovi này đó, rồi mấy anh mấy chị ở bên đó là em đã tác hết vào đây rồi. Thì nhà mình muốn có câu hỏi nào về giá này thì nhà mình có thể vào để nghe các chị tư vấn. Đó, bên hệ thống các bạn làm việc rất là chuyên nghiệp và rất là chỉnh chu và lúc nào cũng sẽ trực gọi là tổng đài và trực bếp để mà chia sẻ và tư vấn thêm cho nhà mình. Mua không mua chả quan trọng, cái quan trọng là phải thực sự là tốt thì để mà nhà mình có thể mua, đúng không? Chứ còn bây giờ bảo là mua đi thì nó cũng vô cùng lắm. Nên là nhà mình cứ tìm hiểu thật là kỹ đi, cảm thấy tốt thì cứ mua. Đó, và thêm vào nữa là mình để chung tay vào cái quỹ này thì tốt quá rồi. Thế thôi, lời cuối cùng thì xin phép là chúc nhà mình một ngày thật là nhiều niềm vui. Đó, và nhớ trước khi ra ngoài đường nắng nôi như vậy phải có thói quen sử dụng kem chống nắng. Và nếu như bây giờ chưa có một cái tên gọi nào đấy về kem chống nắng mà cần phải mua thì em có thể đưa ra một cái gợi ý cho mọi người, đó chính là kem chống nắng Navacos đến từ hệ thống Glovi nhà mình ha. Ok, bye bye nhà mình, chúc nhà mình một ngày làm việc thật là hiệu quả.